Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hồ thiên liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn khiến cho con tim của ai rung động trong tháng 8 này? Ừ, dành cho các bạn độc thân ha Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi bạn khiến cho con tiên của ai rung động trong tháng 8 này Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tuổi Mọt là những người rất là thấu suốt ha, là những người luôn có những cái kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, là những người có sự thực tế, trung thực và ngay thẳng, có trách nhiệm và các bạn cũng là một người suy nghĩ rất là nhiều. À, mình thấy dường như cuộc sống của bạn đang có những cái sự cạnh tranh, thử thách gì đó hoặc có thể là các bạn đang gọi là sắp có những cuộc thi, cuộc phỏng vấn vân vân. Hoặc là hiện tại có thể có một số bạn các bạn đang cảm thấy hơi gọi là uh, mệt mỏi, căng thẳng hoặc là các bạn cũng hơi có một cái sự nóng tính. Ừ mình thấy các bạn đang rất là quan tâm đến những người thân yêu của bạn các bạn rất là thích trẻ thơ các bạn là những người có sự gọi là à, giản dị hồn nhiên vui tươi ha ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn đang mong chờ một cái tình yêu vô điều kiện đến với cuộc sống của bạn nữa mình thấy bạn là một người có thể cũng có một cuộc sống khá là thoải mái rồi à, có thể là bạn cũng hay được người khác giúp đỡ hoặc là bạn cũng hay giúp đỡ cho mọi người ha các bạn có một cái sự gắn kết với những người thân yêu rất là mạnh mẽ một số bạn ở đây thì có thể sắp tới các bạn sẽ có những cái buổi tiệc À, liên quan đến người thân của bạn có thể là dự tiệc uh, sinh nhật tiệc thôi no đầy tháng hoặc là đám giỗ gì đó vân vân. Và mình thấy các bạn là những người luôn tích cực hướng về phía trước mặc dù có thể cuộc sống của bạn đôi khi cũng chông gai cũng thử thách nhưng mà các bạn luôn giữ vững được cái bản chất um, tốt đẹp của mình ha. Ừ. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn là những người hay được người khác chú ý. Ừ. À, và có thể bạn cũng có rất là nhiều người thích bạn nhưng mà mình thấy bạn có một cái sự à, cân bằng và có sự tiêu chuẩn cho bản thân ha Có một sự chọn lựa ở đây ừ. Rồi để mình xem coi thì à, bạn khiến cho ai à, rung động trong tháng 8 này à, Mình thấy đối tượng này có thể là họ có khả năng làm ra tài chính tốt ừ hoặc là đây là một người cũng biết lên kế hoạch cho cuộc sống họ cũng giống như bạn nhưng mà có thể là họ làm việc chung với đội nhóm là nhiều và cái người này họ có cái khuynh hướng là có thể là sẵn sàng hy sinh cho người khác người này mình thấy dường như họ đã từng bị mắc kẹt từng bị gọi là trói buộc trong một cái tình yêu gì đó cũng khá là mệt mỏi và đây là một người có thể là trong quá khứ họ đã từng bị mất đi tầm nhìn ha kiểu như là Ừ, họ đã từng rơi vào một cái biến cố nào đó mà cái người này họ không tìm ra được cái hướng giải quyết cái sự giải thoát bản thân và có thể cái người này họ đã từng chạm đáy nỗi đau ừ, có thể cũng trải qua một cái chuyện tình yêu gì đó nó cũng rất là lâm ly bi đát người này có thể họ có những cái vấn đề liên quan đến xương khớp hoặc là liên quan đến đôi mắt có thể là họ bị cận ha vân vân và cái đối tượng này thì mình thấy dường như họ cũng là một người hóm hỉnh hài hước vui vẻ đó à, và mình thấy họ cũng có rất là nhiều sự lựa chọn nữa và đây là một người có khả năng quản lý tốt mọi thứ ha cân bằng và họ cũng là một người cũng biết cách tiết kiệm trong chi tiêu cái người này thì mình thấy có thể là họ có sự thu hút bởi cái nụ cười của họ đó và họ có thể là cũng rất là được nhiều người ngưỡng mộ hoặc cái người này mình thấy có thể là họ cũng được rất là nhiều người gọi là làm mai cho họ nhưng mà ở đây cái người này thì có thể là họ cũng có một cái sự chọn lựa riêng cho bản thân họ cũng sợ đau ha họ cũng sợ tổn thương hoặc là đây là một người khi mà chọn ai đó để yêu thì họ sẽ có sự gọi là tự mình chọn lựa chứ họ cũng không có thích để người khác chọn cho họ kiểu vậy và ở đây thì có thể là họ cũng rất là thích xem những cái câu chuyện hài hước hoặc là họ thích xem kịch xem hài hoặc là có thể là họ cũng rất là thích xem ảo thuật xem xiếc rồi đó rồi đây mình xem đối với những bạn nữ xem trả bài thì bạn sẽ khiến cho con tim của ai rung động trong tháng 8 này. Rồi thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Mình thấy đây là một người có thể là họ đang phân dân giữa những quyết định gì đó trong cuộc sống của họ ha, đang có một cái sự chần chừ. Ừ. Và ở đây là một người có thể là họ có sự đeo mặt nạ ừ. họ không thể hiện quá nhiều cảm xúc à, ra bên ngoài và mình thấy có thể có tới hai đối tượng lận đó hoặc là một người mà hai tính cách ha thì mình sẽ nêu ra um, tính cách của từng đối tượng à, người thứ nhất là một người rất là chăm chỉ họ có nguồn năng lượng trẻ họ có sự gọi là sung phong ha họ cố gắng nỗ lực làm việc nhiệt tình ha phấn khởi và um, đây là một người ít nói ha nhưng mà làm nhiều ừ. À, người thứ hai là một người có thể là mang cái nguồn năng lượng cao hơn Có thể là họ trưởng thành hơn để là người có thể là sống rất là tình cảm Và độ tuổi cũng khá là đứng đắn, vững vàng rồi Và cái người này thì mình thấy họ có sự nhẹ nhàng, tinh tế, quan tâm và thấu hiểu, chân thành ừ, Và có khả năng có nguồn năng lượng chủ lành nữa ha Thì ở đây mình thấy là đối tượng khiến, bạn khiến cho đối tượng này bị rung động ừ. À, thì cái đối tượng này là một người chăm chỉ làm việc ha cố gắng hết sức mình cho công việc và khi bạn có một cái sự tập trung vào công việc của bạn thì cái người này họ xuất hiện ừ. và cái người này mình thấy dường như là họ cũng có một sự rất là thích xây dựng nhà cửa hoặc là họ làm những công việc liên quan đến kiến trúc liên quan đến nhà cửa đất đai vân vân ừ và họ cũng rất là thích trồng cây họ cũng rất là thích ra ngoài thiên nhiên và có thể cái người này mình thấy họ cũng đạt được khá là nhiều cái vinh quang nhiều cái sự gọi là rộn ràng à, hoặc là có một vài trường hợp như mình nói họ đã từng ly dị ha ừ. hoặc đã từng chia tay một cái tình yêu gì đó cũng khá là nghiệt ngã đó người này mình thấy họ cũng hướng về gia đình họ cũng cố gắng nỗ lực làm việc để tương lai có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc à, và trọn vẹn nhất ở đây mình thấy có thể là cái người này họ hay nhớ về chuyện cũ ha hoặc là họ là một người có thể là ở xa gia đình ừ. họ hay nhớ về những ký ức cũ trong quá khứ ha thời thơ ấu của họ ừ. và người này mình thấy họ là một người có sự đa dạng nhiều màu sắc ha nhiều sự năng động sáng tạo hoặc là họ là một người có nhiều tính cách ừ. và ở đây mình thấy có thể là họ cũng là một người hay được người khác tặng quà hoặc là họ hay biết tặng quà tặng cho người khác kiểu như vậy ha và đây là một người họ biết sống ở hiện tại ừ. và có thể họ xem bạn chính là một cái món quà mà ơn trên mang đến cho họ nữa người này mình thấy dường như họ có sự gọi là biết chữa lành về mặt năng lượng hoặc là họ thích ở những cái nơi điềm những cái nơi tĩnh lặng ha họ thích tạo sự bình tĩnh cho bản thân của mình để cân bằng hồi phục năng lượng của họ ừ và ở đây mình thấy có thể là họ làm cái gì đó thì họ luôn cố gắng luyện tập ha, luôn cố gắng gọi là thực hành để có thể có một cái sự uh, uh, làm việc một cách suôn sẻ hơn hoặc là có một cái sự cho chảy hơn trong cái công việc của họ, trong cái tay nghề của họ và có thể cái người này họ rất là yêu âm nhạc luôn ha, họ có thể là biết uh, thổi sáo nè hoặc là biết đàn guitar nè hoặc long gì đó ở đây ừ. nói chung là cái người này mình thấy dường như là khi họ tiếp xúc với âm nhạc thì họ cảm thấy rất là vui, cảm thấy lấy lại được cái uh, tinh thần của mình ừ và có thể họ sử dụng kỹ năng tài năng của mình để có thể đem đến cho niềm vui cho người khác nữa một số bạn có thể là bạn gặp nhau qua một cái chuyến đi nữa ha và ở đây mình thấy dường như cái người này họ cảm thấy bạn là một người rất là cân bằng ha họ rất là thích cái cái dáng dấp cái khí chất của bạn họ thích cái sự gọi là cân bằng hài hòa của bạn ha họ cảm thấy bạn là một người năng lượng rất là thuần khiết thông minh một người có sự gọi là khéo léo có sự tiết chế và cân bằng và là một người có thể là nấu ăn ngon hoặc là một người có khả năng gọi là khéo léo xử lý giải quyết vấn đề ở đây và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ đang ở trong cái trạng thái của sự rời khỏi những cái uh, nỗi buồn cũ ha đang trong trạng thái của sự hồi phục chữa lành về mặt năng lượng thì họ có sự gặp gỡ bạn và mình thấy có thể là họ có một cái sự gọi là chủ động với bạn ha chủ động nhắn tin nói chuyện rồi đó hoặc là chủ động có những cái chuyến đi với bạn ở đây hay có sự họ có sự mời mọc bạn đi chơi đi họ với họ đi du lịch với họ chẳng hạn thì mình thấy cái thể là cái người này họ có sự gọi là quan sát tìm hiểu nhưng mà họ cũng có sự uh, tập trung vào bản thân nữa ha ừ. họ có sự cân bằng trong cái mối quan hệ với bạn à, họ giống như là đến với bạn giống như có những cái sự lúc đầu là chia sẻ câu chuyện niềm vui nó buồn với nhau để thấu hiểu nhau hơn rồi à, từ từ cái người này họ lại rất là muốn có một cái sự gọi là đi xa hơn ha. À, tìm hiểu về bạn nhiều hơn và họ thấy bạn là một người rất là truyền thống hoặc là một người yêu thương gia đình ha hoặc cái người gọi là mang cái nguồn năng lượng của một người vợ họ thích ha giống như là họ kiểu cảm nhận khi ở bạn bên bạn họ cảm thấy rất là quen thuộc rất là gần gũi và bạn đối với họ thì họ cảm thấy bạn là một người có rất là nhiều cái sự gọi là tốt đẹp bên trong bạn phẩm chất quý giá của bạn ha họ có sự ngưỡng mộ thậm chí họ có một sự gọi là nhớ nhung và hay ngủ mơ thấy bạn nữa À, một số bạn có thể là quen xa ừ. cho nên cái người này họ rất là muốn tiến đến bên bạn ha một cách nhanh chóng nhưng mà họ cũng có một cái sự gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng rồi họ mới hành động họ mới quyết tâm họ mới thể hiện tình cảm nha à. rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trải bài thì bạn sẽ khiến cho ai rung động trong tháng 8 này à đây là một người họ rất là nhiệt tình, họ rất là năng nổ, sáng tạo trong cuộc sống của họ ha và cái người này thì mình thấy họ là một người có sự tin vào cuộc sống, tin vào định mệnh, tin vào những gì diễn ra trong cuộc sống của mình và biết xu theo dòng và cái đối tượng này có thể họ có những công việc ha họ có khả năng quản lý tốt mọi thứ hoặc họ có khả năng cũng có xe hơi hoặc là cái người này mình thấy là có khả năng là họ cũng biết lái xe hơi rồi đó và đây là một người À, họ rất là xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, có khí chất, có sự gọi giỏi giang và có giọng nói hay, giọng hát hay Nói chung là một mẫu người tự tin mà người ta rất là thích ừ. à, Và mình thấy cái người này là một người có thể là họ đang tìm, tìm kiếm một người chồng xứng đáng cho chính mình ha Kiểu như vậy à, Và đây là một người có thể đã từng kết thúc Kiểu như mình nói rồi ha Đã từng ly dị hoặc là Ờm um, chia tay tình cũ gì đó vân vân ở đây ừ. và đây là một người họ có sự gọi là biết đập bỏ những cái cũ để xây dựng cái mới cho bản thân của mình họ họ có một cái sự gọi là biết thay đổi ha để cuộc sống tốt hơn à, và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người có một cái sự gọi là biết quan sát xem xét vấn đề tình huống người này họ nắm giữ cuộc đời của mình họ không có muốn sống lệ thuộc hay sống bị lệ vào bất kỳ ai hết ha ừ ở đây mình thấy có thể là họ là một người làm trong những lĩnh vực mà liên quan đến giảng dạy ha, liên quan đến sáng tạo hoặc liên quan đến trẻ em ở đây, ừ, họ thích giúp đỡ và chia sẻ và đây là một người có thể là họ cũng có một cái sự dồi dào thịnh vượng trong cái cuộc sống của mình ha, có những sự gọi là gia tăng về tài chính, có những cái điều vui hạnh phúc đến với các bạn và cái người này thì có thể là họ cũng rất là thích trái cây, họ là một người yêu thiên nhiên môi trường có thể có làn da khá là đẹp hoặc là tóc hơi săn nhẹ ha à. nhưng mà họ nhìn khuôn mặt họ rất là có có phúc ha có cái sự gọi là thiện lương á. và cái người này mình thấy dường như là họ thích uh, vàng bạc đá quý là nhiều hoặc họ có thể là biết sử dụng đá tinh thể ở đây nữa nè ừ. và ở đây mình thấy họ cũng là như mình nói họ yêu động vật họ, họ hay gọi là có sự tâm sự với những chú chim ừ và ở đây thì có thể cái người này họ làm những công việc mà liên quan đến uh, máy vi tính hoặc là họ với bạn gặp nhau qua trang mạng online ha à. người này thì mình thấy có thể là họ là một người hay uh, có một cái sự gọi là giúp đỡ từ ơn cho nhận cho họ hoặc là tổ tiên theo phù hộ cho họ ha à. và cái người này họ có một sự gọi là biết trân trọng giá trị yêu thương bản thân của mình ừ. Ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có những cái sự gọi là tiếp xúc tương tác với nhau Và mình thấy có thể là các bạn nam các bạn sẽ là cái ngược sẽ cố gắng rất là nhiều để có thể chinh phục được cái bạn nữ này ha Bạn sẽ dùng cái sự gọi là chân thành của bạn, cái tình cảm ấm áp, cái sự quan tâm, thấu hiểu, sự chủ động của bạn ha và mình thấy có thể là họ có sự quan sát ngắm nghía ha và họ cũng sợ đau có thể là họ đã từng kết thúc một cái tình yêu hoặc là họ sợ bị phản bội cho nên cái người này sẽ quan sát bạn một cách rất là chi tiết ha à, xem xét coi bạn cố gắng như thế nào bạn có sự gọi là nỗ lực ra sao rồi bạn có uh, tích cực hay không ha À, và mình thấy có thể là họ cũng rất là muốn kết nối tình yêu với bạn nhưng mà họ cũng hơi có sự ngần ngừ có sự gọi là phòng thủ ừ. nhưng mà nếu như bạn thể hiện được những cái sự quan tâm được cái tình cảm họ mong muốn thì có thể là họ với bạn sẽ trở thành một người yêu của nhau ừ. bởi vì dường như họ có thấy có cái sự kết nối tâm hồn với bạn ha, rất là mãnh liệt ở đây à. và họ thấy rằng bạn với họ có một cái sự xứng đôi vừa lứa ha bạn cũng có một cái sự có trách nhiệm trong cuộc sống ha rồi bạn có sự gọi là à, đầy sự yêu thương ha rồi bạn cũng là một người biết gọi là bảo vệ bản thân của mình à, hoặc là cũng là một người có sự chính trực ngay thẳng và có cái sự gọi là cố gắng rất là nhiều đối với họ ừ. thì mình thấy có thể là cái người này họ sẽ à, gạt cái nỗi đau sang một bên gạt những cái sự nghi ngờ mọc sang một bên để có thể kết nối tình yêu với bạn ừ. có thể họ yêu bạn vì cái tính cách của bạn ha tốt đẹp và có được cái sự ngọt ngào như họ muốn thôi chứ thực sự họ cũng không để tâm quá nhiều đến ngoại hình hay sao đó ừ, họ chủ yếu là họ để tâm đến cái tính cách của bạn đó ừ. bởi vì thể là cái người này họ cũng sợ à, vội vã bước yêu rồi bước vào yêu rồi cuối cùng là tính cách không hợp thì có sự gọi là chia tay tan vỡ cho nên họ có sự quan sát bạn rất là kỹ ha Và ở đây một số bạn có thể là như mình nói đi du lịch gặp nhau hoặc các bạn có sự gọi là kết nối mạng ha hoặc có sự thần giao cách cảm nữa đó và mình thấy dường như các bạn là thích nhau yêu nhau ha mà tình trong như đã mặt ngoài còn e à, nhưng mà có thể là các bạn cảm thấy đồng điệu với nhau và có thể là tháng thời, thời gian mà cái người mang năng lượng nam này bạn ấy có một sự cố gắng thì bạn nữ sẽ đồng ý sẽ yêu và yêu cũng rất là mặn nồng ha. Ở đây thì mình thấy có thể là các bạn nên có những cái sự tự do hơn đừng quá kiểm soát cái tình huống vấn đề hãy từ từ ha thì mọi thứ nó cũng sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất và có thể một vài bạn thì có thể là do bạn là một người có mục đích sống liên quan đến tình yêu hoặc sự lan tỏa tình yêu ánh sáng cho mọi người và cho chính mình cho những người xung quanh cho nên có thể là bạn là một người có trái tim đầy sự yêu thương và cái sự yêu thương của bạn có khả năng thu hút cái người thực sự có rung động trái tim với bạn ở đây mình thấy dường như các bạn mang năng lượng nữ có sự rung động trái tim với bạn nam khá là nhiều và ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có những sự hẹn hò nè đi chơi với nhau ha và bạn nam có sự gọi là tặng hoa tặng quà cho người yêu thậm chí rất là ga lăng luôn ừ. rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bài học của người đó song à, tử ha cung hàng đạo nổi bật market tiên bình bạch dương bò cạp nhân mã Tả bình ha rồi chữ cái trong tên chữ l chữ c chữ o chữ v M chữ B, chữ S và chữ Y dài. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi à, bạn sẽ khiến cho ai à, bị rung động, uhm, con tim ha trong cái tháng 8 này. À, và đây những trả bài chung, mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn từ 2 là những người rất là nhẹ nhàng ha à, Tinh tế, lịch sự Và ở đây mình thấy có thể các bạn cũng là một người rất là hy vọng Có một cái sự gọi là ngọt ngào, yêu thương, thấu hiểu trong tình yêu các bạn cũng rất là nỗ lực làm việc chăm chỉ và các bạn là những người có sự trung thực có sự gọi là ngay thẳng có trách nhiệm và được mọi người tin cậy tín nhiệm bạn cũng rất là nhiều một số bạn ở đây có thể là bạn đang đón chờ một cái tin tức một cái thông tin gì đó đến với bạn ha hoặc à, là bạn đang trông chờ một cái người yêu đến với bạn chẳng hạn và bạn là một người cũng có một cái sự gọi là um, có thể đang nỗ lực phát triển những cái dự án kế hoạch gì đó mới các bạn là những người rất là bình tĩnh ha, rất là điềm đạm rất là biết cách suy nghĩ và cân bằng à, và có thể bạn cũng đã trải nghiệm rất là nhiều điều cho nên là bạn là một người luôn biết cách kiểm soát uh, cái um, cảm xúc của mình rất là tốt. Và ở đây mình thấy các bạn là những người uh, có khả năng truyền cảm hứng, đem đến những cái niềm vui, sự ấm áp cho mọi người ở đây. Rồi để mình xem coi uh, bạn sẽ khiến cho con tim của ai bị rung động trong tháng 8 này mình thấy đối tượng này có thể là họ là một người có một cái sự tiết kiệm tài chính ha và có thể họ cũng có tiền có bạc đó ừ. và ở đây mình thấy có thể là họ cũng là một người hay có sự kiềm hãm trong tình yêu ừ. người này mình thấy là họ luôn có sự độc lập ha tự mình gây dựng lên tất cả à, và họ có khả năng làm ra tiền bạc rất là tốt và có thể họ cũng rất là thích cái việc gọi là gieo trồng ha chăm sóc cây cối đối tượng này mình thấy là khi mà họ đã thực sự gọi là khát khao mong muốn đi gì đó thì họ sẽ chinh phục và có thể năng họ sẽ thắng lợi thành công và họ cũng được rất là nhiều người ngưỡng mộ và có thể lấy họ làm cái tấm gương sáng để noi theo uh, người này mình thấy có thể là họ cũng có những thành quả cho nên họ cũng biết cách nhìn xa trông rộng biết cách lường trước được những cái thử thách và họ biết bảo vệ những thành quả của mình và đây là một người họ rất là thích giúp đỡ người khác ha họ thích làm từ thiện chia sẻ giúp đỡ cho những người xung quanh có sự hỗ trợ mọi người ở đây và người này có thể là họ cũng có cái nụ cười rất là ấm áp họ có thể là một người cũng khá là đô con ha ừ. hoặc là cao ráo họ là một người có thể um, um, có một cuộc sống rất là dư dả và đủ đầy ha. và cái đối tượng này thì mình thấy có thể họ cũng có một cái nụ cười rất là tươi um, rất là ấm áp nhưng mà họ có thể là thường ít khi cười um, hơi có khuôn mặt đâm chiêu nhiều hơn Ờ này dường như họ có tập thể dục, họ có tập gym gì đó cho nên họ có cơ bắp rồi đó ha. Nhìn họ nhìn rất là à, mạnh khỏe. Ừ. Một số trường hợp có thể là có tóc hoặc là ít tóc. Ừ. Có thể là tóc đen hoặc là tóc hơi nâu vàng ha. À. Rồi để mình xem có đối với những bạn nữ xem cho bài thì à, bạn sẽ khiến cho con tie của ai rung động trong tháng 8 này, à, dành cho những bạn độc thân. Thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. À, mình thấy đây là một người họ dành tình cảm rất là lớn ha cho bạn hoặc là cái người này họ khi yêu thì họ yêu rất là nhiệt tình họ yêu rất là nấm rất là mãnh liệt rất là đắm say nhưng mà mình thấy dường như họ có một cái sự hối hận tiếc nuối gì đó trong tình yêu quá khứ và mình thấy ở đây có thể là họ là một người đã từng có một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc là từng đã có người yêu rồi đã chia tay rồi ừ. và người này mình thấy dường như họ có một cái sự vận dụng luật hấp dẫn hoặc họ có sự cầu nguyện cùng với ơn trên đem một cái người thật sự phù hợp đến với họ hoặc là đem một cái người vợ đến với họ có thể là họ cũng rất là muốn được kết hôn cũng muốn xây dựng gia đình tương lai ở đây mình thấy hình như cái người này họ đã từng bước ra Có một cái tình yêu gì đó mà có sự tranh cãi giữa hai bên đó và đối tượng này thì mình thấy có thể là họ cũng là một người cũng có một cái sự hơi bị nóng tính hoặc là họ cũng là một người uh, trong những cuộc chiến thì họ luôn có sự cố gắng để có thể giành được cái thắng lợi ha ừ. mình thấy ở đây thì có thể là có một số bạn uh, nữ là tới hai đối tượng lượng ha bà ừ. họ có một cái sự ngang tài ngang sức à. cái người này có thể là họ cũng phải vượt qua những đối thủ cạnh tranh mới có thể gọi là kết nối được với bạn à. người này có thể là họ có rau quai nón đó ha. và đôi khi họ cũng có cái sự gọi là um, cạo rau cũng uh, nhìn rất là trẻ trung ừ. ở đây là một người họ cuộc sống họ cũng đang có những cái sự chuyển đổi rất là lớn ha họ có sự giải phóng những cái điều gì đó ràng buộc ha và họ có sự chuẩn bị cho những điều mới đến với cuộc sống của mình Ừ và đây là một người có thể là họ sống xa nhà hoặc là họ là một người có những cái ký ức hoài niệm cũ liên quan đến tuổi thơ ở đây ừ. và có thể là một số trường hợp cái người này họ cũng có nhà có cửa ha à, cũng là một cái đứa con khôn ngoan thiếu ừ, thảo. và đây là một người có thể là họ cũng ừ, có bằng cấp ừ, hoặc là họ làm những công việc liên quan đến giáo dục vân vân hoặc là có thể là cái người này họ luôn đam mê học hỏi phát triển bản thân của mình ừ và người này mình thấy dường như là họ cũng có những bài học trong cuộc sống này và những bài học của họ thì liên quan đến cái sự gọi là kiểm tra cái niềm tin của họ ha. Ừ. À, người này mình thấy họ có sự chú trọng gia đình rất là lớn ừ. họ yêu thương gia đình ha. thậm chí là à, cái người này mình thấy họ rất là muốn kết hôn ừ. à, một số trường hợp mình thấy có thể là đã từng ly dị hoặc đã từng có con ha À, một vài bạn có thể là có một cái người nào đó đã có gia đình họ cũng rất là thích bạn ha họ cũng bị rung động bởi bạn ừ. và ở đây thì cái đối tượng mà rung động với bạn nhất thì cái người này họ có thể là hay viết hay ghi chép vào uh, sách vở với ừ. những gì mà họ học được hoặc họ, họ là một người có khả năng chữa lành cho người khác thông qua những sự truyền cảm hứng của họ thông qua cái sự giảng dạy của họ và thông qua những cái sự gọi là um, ngôn từ mà họ viết ra đó từ ngữ rồi đó và đối tượng này thì có thể họ rất là yêu thiên nhiên cây cỏ và động vật ừ. đây là một người rất là nhạy cảm nha họ có khả năng cảm nhận hoặc họ có trực giác khá là cao ha họ luôn có khả năng đoán trước những tình huống không hay sẽ đến nữa đó. Ừ. họ cũng rất là thông thái vào wow, cái người này mình thấy khi mà gặp bạn á, họ rất là muốn xây dựng gia đình với bạn luôn có thể là họ cũng đã đạt cái độ tuổi gọi là kết hôn rồi ha cho nên cái người này họ khi mà gặp bạn họ rất là yêu ừ. họ cảm thấy họ có một sự gọi là cảm thấy tình yêu có sự dân tràn trở lại sau cái khoảng thời gian họ ngủ đông sau khoảng thời gian họ đi tìm kiếm thì họ cũng cuối cùng cũng đã tìm được bạn một cái người họ sẽ xây dựng gia đình với nhau À, và cái người này mình thấy thì có thể là họ rất là muốn gọi là che chở bảo bọc ha ừ, cũng là một người rất là muốn gọi là dẫn dắt cái tình yêu này ha ừ. người này thì mình thấy nói chung là họ nhìn bề ngoài thì có vẻ hơi khô khan hơi ngụ lạnh hơi sắc đá à, và đôi khi có thể là khó gần nhưng mà thật sự đây là một người rất là yêu thương rất là lãng mạn ấm áp rồng nàng và có một cái sự ngọt ngào chu đáo và rất là tận tâm biết suy nghĩ cho người khác ha biết hài hòa biết cân bằng và là một người có cái sự trưởng thành À, có sự gọi là vững chắc về mặt kinh nghiệm hay trong công việc hoặc họ cũng được nhiều người ngưỡng mộ về cái tài năng kỹ năng của họ người này mình thấy dường như là họ thích ở những cái nơi mà gọi là yên ổn những nơi mà có nhiều cây xanh á và họ không có thích ở những nơi quá ồn ào náo nhiệt họ thích họ đối với họ thì gia đình là số 1 nha ừ và cái người này mình thấy dường như là họ trong cuộc sống đôi khi họ rất là hay ngủ nhiều hoặc là kiểu như là họ làm việc quá nhiều hoặc họ hay thức khuya cho nên là đôi khi họ cũng hơi rất là thích có những cái giấc ngủ mà nó ngon nó sâu ha họ luôn cảm thấy có một cái trạng thái của sự mệt mỏi ở đây và ở đây có khả năng một số bạn quen người nước ngoài hoặc có bạn sống hai quốc gia khác nhau có trường hợp là cái người này họ ở một cái quốc gia khác một cái nước nào đó mà nó hơi lạnh ha và đây cũng là một người có sự tìm kiếm tri thức ừ. người này thì mình thấy họ rất là vững chãi tự thân họ là làm nên tất cả ha, họ xây dựng nhà cửa riêng cho chính mình rồi họ có một cái sự gọi là uh, làm những công việc của họ cũng mang tính là rất là luật lệ uh, kỹ cương và cái người này họ rất là giống ba của họ ha họ cũng truyền thống họ cũng rất là yêu thương gia đình của mình cha mẹ của mình ừ. và người này có thể là một số trường hợp có thể là con trưởng À và nói chung là mình thấy có thể là cái đối tượng này khi mà gặp bạn là họ rất là muốn chiều chuộng, quan tâm thậm chí là một cái người bạn tinh thần, một người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn. Ừ. họ cảm thấy có sự ấm áp, họ cảm thấy rất là muốn gọi là tiến thẳng đến cái giai đoạn gọi là kết hôn với bạn luôn, ha. kiểu như cái người này tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được một cái người gọi là đúng cái tiêu chuẩn mà họ mong muốn đó. Ừ. Và cái người này họ có sự nghĩ ngợi hay nhớ về bạn Hoặc là thức khuya nhớ về bạn à, Và cũng có một cái sự gọi là Cũng muốn tìm hiểu về bạn Mọi thứ về bạn ha à, Cũng muốn khám phá về bạn ừ. Và ở đây mình thấy dường như họ cũng có một sự gọi là Nâng niu, quan tâm và ngưỡng mộ bạn ha ừ. Họ cũng có thể là tạo cho bạn những sự thoải mái ừ. Được làm những gì bạn yêu thích Chứ họ không có một cái sự gọi là ép buộc hay ràng buộc về bạn gì cả à. Ở đây mình thấy đây một cái trả bài độc thân mà mình thấy có nhiều bạn có gia đình dẫn vô xem ha. <laughs> thì cái đó đó là cái người phối ngẫu của bạn thôi. À. Nói chung cái người này mình thấy là dáng vẻ bề ngoài là rất là đẹp. Ừ, uhm, phải như, kiểu như là rất là mạnh mẽ. Uhm. Nhìn rất là lực lưỡng ha. À, nhìn là bạn chấm liền. Tuy nhiên thì có thể là cái cách ăn mặc của cái người này hơi cổ điển một chút. Uhm. hoặc là họ cái 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 số lý suy nghĩ hoặc là cái tính cách của họ có vẻ nó hơi cổ điển, họ hơi trầm lặng. Ừ. Uhm và dường như là có thể là họ cũng hơi có một cái sự gọi là uh, hơi uh, bình tĩnh hoặc là họ không có thích nói chuyện nhiều hoặc là họ có sự gọi là thích đọc sách thích nghiên cứu thích làm những cái điều họ um, khao khát à, và cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng là một người có thể là có mũi cao đó ừ. mũi cao ha đôi mắt thì có thể là cũng uh, uh, nhìn rất là cương trực ừ. và có thể là cũng có cái vần trắng nhăn ừ nhưng mà nhìn ở họ tốt ra cái sự an toàn ha à. rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì bạn sẽ khiến cho ai rung động trong tháng 8 này à, mình thấy cái đối tượng này đã từng tổn thương ừ. họ đã từng bị gọi là phản bội hoặc là đã từng bị tổn thương rất là nhiều rất là lớn trong tình yêu ha Tuy nhiên sau những từ sự tổn thương đó thì cái người này họ trở nên khôn ngoan hơn Họ trở nên gọi là um, có nhiều kinh nghiệm hơn, rút kinh nghiệm cho bản thân của mình à, Và cái người này họ cũng hay có những cái lời nói khiến cho người khác cảm thấy hơi khó chịu Khi mà họ nóng tính lên đó Hoặc là họ cũng hay để tâm đến những lời nói của người khác Và hay có sự bị công kích, bị uh, phán xét bởi lời nói của người khác Và cái người này là một người cũng có một cái sự là hy vọng tương lai của họ sẽ tốt đẹp hơn hoặc họ là một người cũng biết lên kế hoạch cho tương lai của mình họ có một cái sự ngóng trong Trong chờ chờ đợi một cái điều gì đó đến với cuộc sống của họ đây là một người có thể là khi yêu họ cũng có một cái sự rất là kiên nhẫn chờ đợi người yêu và chờ đợi đến một cái kết quả tươi đẹp nhất ừ, có thể là đã từng yêu đã từng chờ đợi đã từng hy vọng nhưng cuối cùng thất vọng ừ. và cái người này họ rất là chung thủy họ rất là yêu thú cưng ha ừ. và có thể là họ cũng rất là dễ thương đó À, người này thì mình thấy là họ rất là quyết đoán rất là dứt khoát ha à, và đây là một người rất là thông minh khôn ngoan và có tài lãnh đạo à, là một người có sự kiên vững ha, mạnh mẽ và họ cũng là một người có sự tin tưởng bản thân rất là cao cái người này cũng có sự đa nghi và họ cũng là một người biết chọn lựa đối tượng cho bản thân của mình họ cũng có những cái tiêu chuẩn riêng của họ và đối với người khác nhìn vô thì có cái người này khó tính ha kỵ tính nhưng mà thực sự cái người này là một người họ biết họ họ muốn gì họ cần gì và họ phải thực hiện như thế nào để thành công à, nhìn họ thì có vẻ nghiêm túc vậy thôi nhìn có vẻ cứng cỏi mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực sự đây là một người luôn sẵn sàng hy sinh cho người khác lẫn trong tình yêu thì họ luôn sẵn sàng hy sinh cho người yêu luôn có sự cố gắng chờ đợi người yêu người này mình thấy họ rất là khát khao mong chờ một cái kết hạnh phúc xây dựng gia đình đó Ừ thấy họ đang tìm chồng đó <laughs> nhưng mà khi mà họ gặp bạn á, thì có thể là họ cảm thấy như có thể là được sưởi ấm ở đây ừ. có thể là cái quá trình chờ đợi nó có vẻ rút ngắn lại kiểu như vậy và cái đối tượng này á, thì mình thấy có thể là họ cũng uh, làm việc rất là nhiều cho nên đôi khi họ cũng rất là cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi, uh, tịnh dưỡng sức khỏe hoặc là họ cũng là một người không có thích giao du quá quá nhiều với người ở ngoài mà họ thích ở một mình nhiều hơn ừ họ là một người cũng biết nhìn nhận ha bản thân của mình ha biết nhận ra những điều không tốt bản thân của mình và biết cách thay đổi họ biết gọi là nhìn nhận mọi thứ ở nhiều góc độ khác nhau chứ họ không có quá gọi là Đập đoán chuyên quyền và cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng đang trong giai đoạn của quá trình gọi là chữa lành bản thân chữa lành sức khỏe ha họ có khả năng cũng đang cố gắng tập thể dục để có một cái dáng vẻ nó hấp dẫn nó đẹp hơn À. và đây là một người có khả năng tạo ra tài chính tốt tiền bạc tốt hoặc là có họ cũng xuất thân từ một gia đình khá là truyền thống khá là gia giáo hoặc là cái người này họ cũng có một cái nơi ở tốt ha ở nơi nhà cao cửa rộng ở đây ừ. và người này họ rất là thích bươm bướm luôn họ thích ở những nơi mà những cái cánh đồng cỏ mát những cái nơi mà gọi là dân giả thôn quê nhưng mà nó ấm áp ừ và người này thì mình thấy có thể là họ là một người à, rất là yêu thương cha mẹ và họ cũng luôn luôn mong muốn hy vọng tình yêu của họ cũng sẽ đẹp đẽ, cũng sẽ kết hôn, cũng sẽ có một cái sự gọi là phát triển vĩnh viễn à, tồn tại mãi với thời gian. Ừ. Đây là một người gọi là tự mình gây dựng nên tất cả từ con số 0 ha. Ừ, hoặc là họ là một người có thể là À, có khả năng sáng tạo ừ. và làm gì họ cũng có sự kiên nhẫn làm cho xong hoàn thành cho đúng thời điểm và đây là một người có thể là họ cũng rất là thích trái cây thích ăn uống hoa quả nào đó à, họ có thể có làn da sáng hoặc đây là một người có thể là họ cũng thích giúp đỡ hỗ trợ cho người khác ừ. vì đó là cái mục đích sống của họ và ở đây mình thấy có thể là họ cũng rất là hứng thú với những công việc mà liên quan đến massage nè liên quan đến trị liệu bằng năng lượng bằng, hoặc là trị liệu bằng thể chất à hoặc là có những cái sự hướng điện cơ thể, tập thể dục rồi đó vân vân, ừ. Họ có hứng thú với những cái điều này. Người này có thể trong quá khứ là một người rất là lãng mạn, rất là tinh tình yêu ha luôn có cái thúc đẹp, nhưng mà sau đó những cái sự đổ vỡ khiến cho cái người này họ trở nên cứng cỏi, lạnh lùng và có sự gọi là kín đáo hơn. Và đây là một người có thể là họ thích cái công việc của mình ha. À. và đây là một người có thể gọi lo cho công việc lo cho tương lai và cái người này có thể là họ là một người cũng biết có cánh biết bay xa biết vươn cao biết tỏa sáng thể hiện là chính mình sự độc đáo của họ và ở đây có thể cái người này mình thấy dường như là họ cũng rất là thích đi du lịch bằng nước bằng máy bay ha, đi du lịch nước ngoài vân vân Và họ cũng là một người thích mua sắm cho bản thân của mình những cái bộ áo hoặc là đẹp hoặc là cũng là một người thích chăm sóc cho tóc hoặc là cũng là một người có một cái sự gọi là chỉ chú ý đến những gì thực sự phù hợp với họ thôi ha họ biết giá trị của họ và cái người này mình thấy có thể là họ cũng là một người sẽ rời khỏi những mối quan hệ không phù hợp không đem đến cho hạnh phúc ha và họ có sự gọi là rời xa mãi mãi cái sự quét dọn lại cuộc đời của mình và bắt đầu cho một cái khởi đầu mới kiểu như vậy cái người này gặp bạn là họ mới vừa kết thúc một câu chuyện tình luôn đó ừ. và ở đây thì khi gặp bạn có thể là họ cũng còn nhớ về người yêu cũ cũng còn những cái tổn thương đau đớn hoặc đây là một người có thể là ừ, họ rất là muốn kết thúc cái sự độc thân của mình ha ừ. và mình thấy có thể là họ cũng có sự nhìn nhận ha họ xem xét họ quan sát cách bạn đối xử với họ như thế nào cái hành động của bạn ra sao À, và ừ, mình thấy dường như khi mà họ cảm thấy à, họ nhận ra rằng bạn là một người đặc biệt so với những người khác kiểu như là bạn có thể là cho họ cái sự tự do bạn thoải mái bạn cởi mở và họ cảm thấy bạn là một người có thể cho người khác một cái tình yêu vô điều kiện đó, họ cảm thấy có sự trân trọng cái tình cảm của bạn họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn họ không thấy không có bị áp lực hoặc là bị gọi là điều khiển hay bất cứ điều gì hết ừ và bạn còn muốn đi thăm họ đi chơi du lịch với họ hoặc là bạn cũng có một cái sự gọi là chủ động và muốn um, bảo vệ muốn trút bỏ những gánh nặng của họ ha? và cái người này thì mình thấy có thể là um, hoặc họ, họ muốn có một cái sự kết nối một cái điều gì đó mới mẻ Kiểu như họ kết thúc cái điều cũ để họ bước vào cái tình yêu mới với bạn ha. và có thể là họ sẽ có một cái sự gọi là uh, thân thuộc với bạn hoặc là chịu nói chuyện với bạn hoặc là Thậm chí các bạn sẽ có những cái giây phút um, ấm áp vui vẻ trò chuyện với nhau khá là nhiều Và bạn là người sẽ là người chủ động ha Và có thể là khi gặp bạn cái người này họ sẽ kết thúc hoàn toàn cái chương cũ, cái tình yêu cũ luôn ừ, Bởi vì họ kiểu họ cảm nhận đi họ đã tìm gặp được đúng người đó à. Ở đây mình thấy có thể cái tình cảm này các bạn cũng rất là sáng tạo ha Hay dành cho nhau những cái lời nói uh, khích lệ hoặc là các bạn thường hay thấy chim thấy bướm rất là nhiều khi trước khi các bạn gặp nhau hoặc là các bạn có thể là cũng xem trọng nhau xem nhau chính là những cái người rất là đặc biệt những người tích cực những người ấm áp những người rất là sáng sủa kiểu vậy ừ. nói chung hai người đều có cái tư tưởng đều có cái suy nghĩ tốt đẹp về nhau rất là nhiều và và thậm chí là cả hai bạn đều đang ở trạng thái của sự muốn đi đến kết hôn thì có thể gặp đúng cái người rồi à, cả hai người đều muốn ha, ừ, kiểu như vậy. Cho nên là cảm thấy hơi um, rất là vui, cảm thấy như là uh, tìm được cái người đúng như mình mong muốn, thấy thoải mái, thoải mái và phù hợp. Ừ. Ở đây một số bạn các bạn được khuyến khích hãy có sự yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ bên trong của bạn ha, chừng nào nó hạnh phúc thì lúc đó bạn mới tìm được hạnh phúc cho chính bạn. À một số bạn nữa ở đây thì có thể là các bạn là những người hãy biết rằng bạn xứng đáng có được những giá trị những cái điều tốt đẹp đến với bạn những cái sự hạnh phúc thật sự đến với bạn à, cho nên khi bạn kết bạn có sự tiếp xúc tương tác với ai đó mà không đem đến cho bạn cái sự hạnh phúc sự tự do thì có nghĩa là họ không phù hợp với bạn bạn có quyền dứt khác rồi đi ha chứ bạn không à, không nên dây dưa ha? với những cái mối tình mà không phù hợp sau này sẽ rất là khổ mất thời gian của mình nữa ừ, bởi vì mình thấy bạn yêu bạn có xu hướng của sự uh, cố gắng chờ đợi ừ. Nhưng mà dường như mình thấy là bạn có đã chờ đợi cũng khá là nhiều nhưng mà cũng không có kết quả được. Thì lần này có thể các bạn nữ các bạn ấy sẽ có một sự rút kinh nghiệm nha. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn học của người đó. Song tử. Song ngư. Cự giải. Thiên bình. Bảo bình. Bọ cạp. Sư tử và nhân mã rồi chữ cái trong tên chữ l chữ g chữ c chữ k chữ y ngắn chữ n chữ x và chữ a ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ à, 3 à, Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 Để xem coi um, bạn sẽ khiến cho con tim của ai rung động trong cái tháng 8 này Và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực Và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3 Các bạn tụ ba là những người rất là chăm chỉ nỗ lực làm việc ha, là những người có một cái sự bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại, trong công việc lẫn trong tình yêu cũng như vậy một số bạn ở đây các bạn đang cố gắng thu hút một cái tình yêu một cái cuộc hôn nhân một cái sự trọn vẹn một cái niềm ngọt ngào đến với cuộc sống của bạn ha ừ. à, và bạn có một sự chờ đợi <laughs> rất là lâu rồi một số bạn thì có thể là bạn cũng rất là kiên nhẫn ha chờ đợi đúng thời điểm thời cơ thì cái người tốt họ sẽ tới tuy nhiên có một vài bạn các bạn cảm thấy hơi hơi mệt mỏi hơi nặng nề và có thể bạn làm việc rất là nhiều đôi khi có thể là bạn cũng cần rất là nhiều thời gian để nghỉ ngơi hợp lý nha À, các bạn có sự kiên định trên cái hành trình của mình mà ừ, bạn cũng có sự cố gắng nỗ lực hết sức mình trên cái công việc của bạn hoặc là tình yêu á, ừ, bạn không có dễ dàng bỏ cuộc trong tình yêu ha và khi yêu ai thì bạn luôn đắt xen với đối tượng đó là cái người duy nhất à rồi và bạn là một người hướng về gia đình và là một người có một cái sự gọi là um, luôn nỗ lực xây dựng gia đình buông vén cho gia đình ha kiểu như vậy một số bạn thì có thể là có nhà có cửa rồi ha hoặc là có một vài bạn thì có thể là um, cha hoặc mẹ đơn thân cũng có ở đây hoặc đã ly dị rồi để mình xem coi bạn sẽ khiến cho con tim của ai rung động trong cái tháng 8 này à, người này có thể là đã từng người bị người khác gọi là um, phản bội đó từng bị người khác uh, Mảnh mặt làm ngơ hoặc là bị rời bỏ hoặc là có thể là họ trong cuộc sống của họ 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 hay giúp đỡ người khác nhưng mà toàn là gọi là làm ơn mắc quán thôi ừ, Đây là một người họ có một cái sự gọi là gặp rất là nhiều hạng người từ đó họ rút kinh nghiệm và họ có sự gọi là kỹ càng kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn những cái đối tượng ha, tiếp xúc ừ. và đây cũng là một người có một cái sự hơi bị đa nghi nữa ha à, có sự kiểm soát khá là cao và họ có khả năng cũng có một cái nguồn tài chính cũng rất là vững chắc đó. Người này thì mình thấy họ mang cái nguồn năng lượng rất là hào hứng, rất là uh, hào sản, rất là tích cực, lạc quan, có sự lan tỏa cho mọi người ừ. Và đây là một người có thể là họ là một người chỉnh chu, họ thực tế, ha, họ làm ra tài chính vững vàng, vững chắc Họ có sự nhạy bán trong kinh doanh, họ có sự gọi là uy tín, có trách nhiệm ừ. Và đây là một người cũng... Uh, um, yêu theo kiểu truyền thống ha, và một người cũng khá là cổ điển và khi yêu họ rất là khi yêu khi lập gia đình họ rất là quan tâm đến gia đình của mình. Rồi để mình xem coi đối với những bạn nữ xem cho bài thì à, bạn sẽ khiến cho con tim của ai rung động trong tháng 8 này. Thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem cho bài, cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. À, mình thấy cái người này trong cuộc sống của họ thì tiền bạc là quan trọng ừ. họ cũng là một người có một cái sự gọi là vững chắc uy tín và có sự cam kết trong cuộc sống à, đây là một người có thể là trong tình yêu thì họ luôn giữ vững một cái hình bóng duy nhất thôi họ không có thích yêu nhiều người và đây là một người họ vừa thực tế mà họ vừa có sự lãng mạn nữa đó ha và có thể họ cũng là một người à, thích đi đây đi đó thích du lịch trải nghiệm cuộc sống hoặc có thể là họ với bạn có khoảng cách về địa lý ha, cách xa một đại dương ừ người này mình thấy họ rất là hay đi di chuyển đó, đi du lịch rất là nhiều, hoặc là họ cũng đạt được khá nhiều thành công, thành tựu vinh quang rồi và có thể cái người này họ sống xa gia đình ha. À, và mình thấy dường như là họ có nhiều tiền ha, họ có sự gọi là um, dưỡng chất về tiền bạc và họ được ơn trên phù hộ hỗ trợ cho họ cũng rất là nhiều cho những cái chiến thắng của họ và cái đối tượng này thì mình thấy có thể là họ uh, sẽ gặp bạn qua một cái chuyến đi du lịch chẳng hạn. ha và người này là một người có sự thực tế ha một người chủ một người có quyền hành một người rất là chiêm chỉ làm ăn và đối với họ tiền bạc danh vọng là những cái điều gọi là thiết yếu nhất ha quan trọng nhất đối với họ và có thể họ cũng đã từng rời khỏi những cái giai đoạn tâm tối và họ đang tận hưởng những cái giá trị những cái thành quả mà họ đã à, dung dáng ở đây người này mình thấy rất là cao ha và có khả năng là có mũi cao nè rồi Ừ, có thể là cái người này họ cũng uh, ăn mặc thì cũng rất là um, lịch sự ha và có thể cũng có cũng có xe có cộ rồi đó ừ. thậm chí có nhà có cửa luôn hoặc là hay đi đến những cái nơi gọi là uh, sang trọng hoặc có thể là cái người này họ làm việc cho một cái công ty uh, một cái tập đoàn hoặc là họ làm việc trong một cái uh, tòa nhà ha ừ. một cái văn phòng á ở đây mình thấy dường như là họ rất là chiếu sáng họ sáng như những vì sao ha à, và đây là một người có thể là họ cũng hay có những cái buổi tổ chức tiệc tùng gì đó ha họ um, tụ họp với gia đình người thân của mình ừ. và người này mình thấy thì họ có thể cũng hay quá hay có những cái quá khứ ha, trong thời thơ ấu gì đó cũng có những cái trải nghiệm sự chiêm nghiệm hoặc là cái người này mình thấy là họ có những cái ức đẹp gì đó trong quá khứ của họ ừ. à, họ thích leo núi nha cái người này họ thích leo núi hoặc họ là một người có khả năng tiến đến cái đỉnh cao vinh quang của họ ha ừ. họ rất là dưỡng chắc và kiên định ở trong cái người này họ cũng rất là thích mua sắm á. Ừ. À, họ có sự chú ý vào những gì mà họ thực sự, sự thích và họ là một người có một cái sự gọi là tiêu chuẩn riêng của bản thân của mình ha ừ họ chỉ quan tâm đến những gì họ thực sự thích thôi còn những gì thấy không phù hợp thì họ không có quan tâm họ có sự phất lờ kiểu như vậy và trong tình yêu cũng như vậy và cái người này họ có sự yêu thương bản thân yêu thương cái công việc của họ ha. họ thích những họ thích làm những công việc mà họ à, đam mê ừ. và họ cũng là một người có sự gọi là yêu nghề nghiệp của họ và có thể cái công việc của người này liên quan đến sự gọi là Uh, email, điện tử hoặc là kết nối mạng hoặc là một số trường hợp có thể bạn với người này có thể là nói chuyện với nhau qua uh, email hoặc là qua tin nhắn khá là nhiều cái người này họ rất là cẩn trọng với những cái lời họ nói ra hoặc là những cái tin tức hoặc là những cái thông điệp mà họ truyền tải nha ừ, họ rất là tỉ mỉ và có sự kỹ lưỡng á À đối tượng này mình thấy dường như họ cũng có sự gọi là biết thiền định ha, biết cân bằng cảm xúc năng lượng của chính mình. Và họ có thể cũng thích những cái công việc mà liên quan đến massage, có thể là họ cũng hay làm việc đau mỗi nhức uh, nhức uh, mỗi cơ thể và có thể cũng hay đi massage uh, hoặc là chữa lành về mặt năng lượng. Hoặc đây là một người cũng có sự gọi là chỉnh chu và quan tâm đến vấn đề thể hình của họ, biết chăm sóc cho cái sức khỏe cũng như là cái vẻ bề ngoài của họ. Và đây là một người có rất là nhiều sự lựa chọn trong công nghiệp trong công việc của họ là có thể là họ là một người đa tài đa nghệ họ làm gì cũng được hết ừ. hoặc họ có rất là nhiều cơ hội đến với họ ha người này thì có thể là họ rất là nắm bắt rất là giỏi trong cái việc gọi là kinh doanh rồi đó ừ. làm ra tiền là họ rất là giỏi ha À, cái người này mình thấy khi gặp bạn á, thì họ có vẻ hơi uh, uh, lạnh lùng ha um, họ không có giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc nhưng mà cái người này họ sẽ có những cái biểu hiện gì đó cho bạn thấy rằng họ yêu bạn họ thích bạn và thậm chí là cái người này họ nhớ nhung họ ngủ mơ thấy bạn uh, và ở đây mình thấy họ có thể là có một cái sự đề cập muốn hẹn hò với bạn à, cái người này mình thấy họ có sự nghiêm túc với bạn họ muốn xây dựng gia đình họ cảm thấy bạn là một cái đối tượng rồi là um, có thể đi đến gia đình với nhau được uh. À, và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng hay nhớ về bạn mỗi đêm khuya ừ, Và họ rất là muốn có được cái sự hẹn hò với bạn, muốn là cái người gọi là đi chung đường với bạn ha, trên hành trình tình yêu Và ở đây mình thấy dường như là họ cũng tìm kiếm, họ cũng trải qua rất là nhiều cái thăng trầm trong tình yêu chẳng hạn Nhưng mà khi gặp bạn họ giống như là kiểu đã gặp được đúng người, đã gọi là có một cái sự thu hoạch ở đây ha Ừ À, và cái đối tượng này thì mình thấy dường như là họ có sự ngưỡng mộ bạn rất là nhiều họ cảm thấy bạn rất là giỏi ừ. và họ có khả năng nói chuyện với bạn uh, uh, xuyên suốt luôn ừ. nhưng mà có thể là cái người này họ cũng vừa làm công việc vẫn nói chuyện nhưng mà đôi khi có thể những cái lời nói của họ nó hơi nó hơi ngắn nó không có được quá ngọt ngào như người khác kiểu như vậy. Ừ có có điều gì đó hơi khô khan một chút bởi vì có thể cái người này họ cũng có thể làm những công việc liên quan đến luật, liên quan đến giấy tờ, liên quan đến quân đội hoặc liên quan đến công nghệ rồi đó, vân vân. Và cái người này họ đã ở một cái độ tuổi sự trưởng thành, có thể là họ cũng làm việc lâu năm rồi. Họ cũng có cái nguồn lương khá là cao rồi ha. Họ cảm thấy họ với bạn rất là tâm đầu ý hợp ha, cả về công việc lẫn trong tình yêu. Ừm. Họ cảm thấy giống như là ồ oh, sao mày may mắn sao mà may mắn quá gặp được đúng cái người mà như ý mình rồi. À, vừa có ngọt sự ngọt ngào, vừa có cái tình cảm rung động với nhau mà vừa có công việc tốt nữa thì họ nghĩ rằng hai bạn khi mà có tương lai xây dựng tương lai với nhau sẽ um, có một cái tương lai khá là vững chắc ha. À, và sẽ hạnh phúc bình yên. Rồi để mình xem đối với bạn nam sang trả bài thì uh, bạn sẽ khiến cho ai rung động trong tháng 8 này mình thấy cái người này là một người họ đã có sự kết thúc một cái gì đó hay là kết thúc con người cũ của họ hoặc kết thúc những mộng mơ của họ trong tình yêu họ đã từng rất là lận đận trong tình cảm chẳng hạn họ có rất là nhiều sự, nhiều sự lựa chọn ha và họ cũng là một người đầy ý tưởng đầy áp sự đa dạng phong phú ha là và một người cũng có một cái sự cởi mở người này thì mình thấy có thể là họ cũng có một sự biết cân bằng, biết vạch uh, ra cái tường hướng tương lai cho chính mình, cũng biết gọi là nhìn nhận những vấn đề của mình và tìm cách sửa đổi. Hoặc là họ cũng là một người uh, có một cái sự biết đó mặt với vấn đề của mình để giải quyết. Ừ. Ờ oh, cái người này mình thấy dường như họ phải trải qua hai lần sụp đổ họ mới gặp bạn ha. Ừ. Ừ có những cái biến cố gì đó khiến cho cái người này họ tổn thương rất là nhiều. Có thể là họ đã từng ly dị. Ừ và đây là một người họ luôn cảm thấy cô đơn họ cảm thấy giá lạnh họ cảm thấy có một sự trơ trọi mặc dù họ có rất là nhiều người thích nhưng mà họ chưa gặp được đúng đối tượng ha họ cũng có tiêu chuẩn riêng với chính mình nữa ừ. họ cảm thấy thiếu thốn trong tình cảm người này có thể họ cũng tạo ra được nhiều thứ nhưng mà họ thiếu thiếu tình yêu ừ. đây là một người có thể là rất là sáng tạo có khả năng gọi là viết sách nè hoặc là họ là một người uh, có khả năng gọi là uh, viết nhật ký thích viết nhật ký hoặc viết sách hoặc là viết lách hoặc là một người nhà văn nói chung là họ cũng uh, uh, đa tài cũng có cũng có năng khiếu ha về nghệ thuật ha về uh, sáng tác vân vân và họ rất là thích học hỏi đọc sách nghiên cứu ha uh, và họ có sự tôn trọng họ đề cao có sự giáo dục ở đây họ càng học họ càng có sự gọi là gia tăng cái sự tự tin và họ có khả năng gọi là làm, cũng học rất là vững chắc để có thể phát triển nghề nghiệp của mình wow cái người này họ hay viết lắm ha thế là họ có thể chữa lành truyền cảm hứng dạy dỗ hoặc là làm những công việc liên quan đến sáng tạo nghệ thuật thông qua những cái từ ngữ mà họ viết ra kiểu như vậy ha họ có thể là một người thích viết kịch bản hay gì đó À, đối tượng này có thể là họ có xe hơi hoặc là họ là một người có khả năng gọi là um, leo lát con thuyền định mệnh cái cầu cuộc đời cuộc sống của họ ha um, và có thể các bạn gặp nhau qua trang mạng online hoặc là cái người này có thể họ làm việc liên quan đến kết nối mạng liên quan đến uh, máy vi tính rồi đó um. và ở đây mình thấy họ là một người nhưng mình nói rất là sáng tạo họ đa dạng nhiều màu sắc um. À, và có thể cảm xúc của họ cũng rất là đông đầy ừ, họ có sự thể hiện những cảm xúc của mình qua những cái tác phẩm của họ qua những cái um, bài viết qua những cái uh, uh, sự sáng tạo gì đó của họ Ở đây bạn chính là một cái khởi đầu mới của cái người này sau cái sự mất mát của họ trong tình yêu hoặc là um, cái người này họ là một người sống rất là tình cảm ha và có thể là họ đã từng trải qua những cái sự nói chuyện tương tác với một ai đó hoặc là tình yêu gì đó có sự gọi là tranh cãi mâu thuẫn rồi kết thúc rồi buồn bã mặc dù họ cho đi rất là nhiều trong tình yêu nhưng mà họ cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề cảm xúc nữa um ở đây mình thấy dường như các bạn có thể là cái người này họ cũng có một sự không có tin tưởng bạn cho lắm cho nên họ cũng có sự tìm hiểu quan sát uh, cái cách bạn hành động như thế nào rồi cái cách nói chuyện có hợp nhau hay không uh, và ở đây mình thấy dường như cái người này họ luôn chiến luôn muốn chiến thắng bạn <laughs> kiểu như là có thể hai bạn có những cái vấn đề gì đó tranh luận nhưng mà cái người này họ luôn muốn là cái người sẽ là uh, nắm cán được cái mối quan hệ này À, và ở đây mình thấy có thể là họ cũng cảm thấy cái mối quan hệ này cũng khá là thú vị nhưng mà cái người này họ sẽ không quá dồn tình cảm quá nhiều. Mặc dù họ cũng thích bạn đó nhưng mà họ cũng xem xét xem như thế nào. Họ chỉ cho cho bạn 50% thôi ha và họ còn phải gọi là nhìn nhận một cách khách quan nữa bởi vì cái người này họ đã từng tổn thương đi qua đau thương cho nên họ kỹ kỹ lưỡng sợ đau sợ tổn thương lần nữa. Ừ. À, ở đây mình thấy có thể là các bạn là những người có sự trưởng thành ha các bạn có thể là cũng hay viết thư cho nhau hoặc là viết uh, nhắn tin cho nhau uh, hay thức khuya nói chuyện với nhau chẳng hạn ừ. một số bạn ở đây có thể là bạn cũng là một người thích đọc sách thích nghiên cứu rồi có thể các bạn cũng hay viết nhật ký hoặc là các bạn có thể là um, cũng là một người rất là chăm chỉ um, trong cái sự việc sự nghiệp của mình một số bạn ở đây các bạn được khuyến khích hay có sự tha thứ ha um và tha thứ cho cái những cái nỗi niềm gì đó hoặc là những cái sự lo lắng ám ảnh gì đó thì bạn mới có thể có được một cái tình yêu trọn vẹn ừ. còn nếu như các bạn cứ um, dằn vặt các bạn cứ để những cái ám ảnh những cái nỗi lo ảnh hưởng đến tình yêu thì rất là dễ gây ra những sự phán xét phê bình không đáng không phù hợp khiến cho cái đối phương người ta bị tổn thương ừ. Ở đây thì mình thấy một số bạn cái chuyện tình yêu chính là cái mục đích sống của bạn à, Có thể là bạn yêu rồi bạn trải nghiệm rồi bạn có kinh nghiệm bạn, bạn lan tỏa bạn giúp cho những người khác cảm thấy được hài hòa được chữa lành được uh, chia sẻ được quan tâm và giúp cho họ cảm thấy tốt hơn ừ. Ở đây mình thấy có thể là mối quan hệ này các bạn cũng có sự gọi là tâm hồ đầu ý hợp cũng có những cái sự kết nối với nhau nhưng mà đòi hỏi các bạn cũng phải biết gọi là xoay chuyển sao cho nó phù hợp ha có sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại thì mới có thể có thể có được một cái tình cảm vững chắc còn không thì rất là dễ gọi là tức gánh giữa đường kiểu như vậy mình thấy các bạn có những cái sự kết nối rất là uh, ngọt ngào ha à, cũng lãng mạn có thể cũng hay có thể các bạn gặp nhau qua chuyến đi du lịch hay đi biển chơi hay gì đó gặp nhau ừ, rồi có thể kết nối nói chuyện cảm thấy đồng điệu ừ, nhưng mà mình thấy có thể các bạn nữ này hơi đa nghi cũng hơi lo sợ ha à, cũng hơi nghĩ ngợi cũng có một sự gọi là đấu tranh tâm lý uh, rất là nhiều Ừ, khi mà tương tác với bạn nam này không biết có nên trao tình yêu hay không ừ. không nói không biết là cái tình yêu này có vững chắc hay không ha có thể là tháng 8 này vẫn còn hơi bối rối nhưng mà sẽ cho nhau cơ hội để hẹn hò để tìm hiểu ừ. rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là cô bài học của người đó song ngư cự giải bảo bình nhân mã thiên bình ma kết À, mình thấy ở đây còn, còn có khả năng là một số bạn một số bạn nữ ở đây là có khả năng tới tới hai người ừ. cho nên mà ấy cũng có sự phân dân là không biết chọn ai chọn bạn ha. chọn bạn nam này hay là chọn cái người khác ha ừ. một người hai tính cách hoặc là hai người một người thì giàu có có tiền có bạc một người thì có sự lý trí khôn ngoan thấu đáo giỏi giang có tài lãnh đạo ừ. trung thực ha. rồi chữ cái trong tên chữ h chữ A chữ V chữ M chữ S chữ O chữ X chữ Y dài chữ D chữ D chữ F và chữ G rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn